Hello. Trời ơi, tính ra đi du lịch chung nhưng mà nhớ nhau ghê luôn á. Tại đâu có gặp đâu. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Mình vừa mới tới Hội An rồi. Bây giờ nó hơi nắng nha mọi người. Bây giờ là 4 giờ mấy. Trời nắng quá. Nhà mình sẽ đi ăn chè với lại tàu phớ một chút xíu. Xong rồi sẽ để chuẩn bị thay đồ đi tiếp. Cái bà áo vàng em bảo để bà cứ đi sát chừng. Xong rồi mình quay qua bà giúp mình. Tôi đây còn nè bé ơi. Tụi mình mua dép để tụi mình mang cho mọi người. Đeo một phòng. Mọi người biết 7 viên ngọc rồng không? Bên đây mình có 5 màu rồi nha. 5 loại. Giống đồ của nấm vậy. Mấy đồ mình nấm nó chơi nha. Ừ, chứ mấy đồ nấm nó ăn. Bây giờ tụi mình sẽ lên cái quán thứ 2 station để lên cái gì ta? Cái rooftop để chụp hình. Đây là khách sạn mà mình sở ở Hội An nha mọi người. Wow. Ok, hẹn 2 giờ chồng và 7 giờ tối nay nhé. Mà hồ bơi có 1 cốc nha. Oh my god. Thì đây là cái phòng của tụi mình. Mình ở thì nhiều khi mình thích cái phòng này tại nó có cái view thành phố. Còn như các vợ chồng như thì ở sau là có cái view view hồ. Còn đây cho bạn tham quan phòng của mình xem nha. Thầy khó nha. Đẹp quá à. Đẹp quá à. Đẹp quá à. Đây coi đây. Đây. Đây là giường của mình. Trời ơi, xong rồi có view nè. Đã chưa? Cái phòng không lớn lắm mà ở vậy là ok lắm rồi. Đó. Trời ơi. Nhà vệ sinh nè mọi người. Đây là phòng tắm đứng. Còn bên đây là toilet. Rồi, ok. Đẹp quá, view đẹp quá. Giờ bạn em sẽ ăn bánh mì sình nha mọi người. Bánh mì sình là bánh mì rất là nổi tiếng ở Hội An. Rất là đông luôn á mọi người ơi. Đây xếp hàng sợ quá vậy. Đây bánh mì của mọi người. Heo quay thịt nướng, heo quay thịt nướng với lại bánh mì. Hành dữ ta, có cả thử nhau. Xuất sắc mọi người ơi. Xuất sắc mọi người ơi. Ai chê vậy trời? Anh không chê đâu. Không, trên mạng có người chê. Vậy hả? Ừ. Tụi mình ăn cơm gà. Cơm gà nghe. Cái miệng còn mới nha. Bánh mì chứ có thời gian. Nhiều nhiều.
đổi đi. Em lại thấy cái viên của chanh cái nó che được cái mặt á. Ừ, cái này dễ thương nè. Lấy cái dễ thương nè, lấy này đi. Rồi, mình đi lấy này, lấy kia. Mai nó biết cái mặt chị bé tẹo à. Màu đó. Đó, dễ thương mà. Ừ, cái cối nó màu sáng không? Anh hợp không vậy? Phía sau thì bên mình phải hồi đăng. Nhưng mà tại vì hôm nay là ngày 14 là ngày rằm ở dưới cho nên là ở phố cổ người ta tắt đèn tối thui hết trơn rồi. Nên là cũng hơi sợ mọi người, với lại ngày rằm quá cho nên là cũng cứng xuống nước này kia. Thích lắm luôn á nhưng mà là không có dám xuống. Tại vì đợt trước là cũng đi thả đăng rồi, kiểu dễ thương lắm. Lần này cũng muốn đi nhưng mà hồi nãy Long thì định lần sẽ đi với lại bé Trâm trợ lý Khánh Thi, nhưng mà là hồi đạt tới đây hơi sợ, tại tối lắm tối thui là mọi. Cầm cái hũ nước sốt tới giờ là mình đã nát rồi, có chức nát rồi, nát luôn vậy rồi. Ok, ăn ké thôi. Mấy cái này sang rồi luôn. Bạn tay kia đi ngang qua. Hai bạn đó nhìn tụi mình, xong hai bạn đó là so short. Look like Mickey Mouse. Look like Mickey Mouse. Ôi, người ta nói đúng quá má hồi, giờ sao giờ? Hey, không lẽ giờ trả lời là oh yeah, I'm Minnie. Minnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người. Vậy là ok, có dụng. Yeah. Đầu tiên đi Hội An mà massage chân nha mọi người. Đúng rồi. Còn cái nào ta muốn đi ngâm chân nha mọi người. Ở đây là có làm móng nè, làm nối mi luôn nha mọi người, dễ thương quá. Nói chung là đây là một chuyến đi chơi vui tươi giải trí. Và tụi mình đã quyết định là tụi mình sẽ đặt tên nhóm tụi mình là Mickey Mouse. Mang vàng, không tin mặt thì mình bị kêu giống Mickey Mouse trời. Mình đang đi đèo Hải Vân nè mọi người ơi. Trời ơi, xuất sắc. Đẹp quá. Hello. Mình vừa mới đến khách sạn ở Huế. Bây giờ tụi mình thi với chị mình sẽ đi gội đầu nha, tại cái đầu quá dơ rồi. Khách sạn này nó kiểu nó tổng hợp, nó có spa nữa, có spa là chính đúng không chị Quỳnh? Ừ, spa là chính. Ờ, khách sạn dễ thương lắm luôn á. Khách sạn này là kiểu wellness á. Ờ, wellness là kiểu chuyên spa này kia là luôn. Meditation đó mọi người. À, ok ok. Và kiểu chữa lành đó. Chữa lành đó. Cho nên là ai mà có vấn đề gì thì cứ tới khách sạn này để chữa lành. Khách sạn tên gì chị Quỳnh? Alba hả? Alba hả? Ờ. Ok. Tao cho con phòng chị Quỳnh coi. Để khi tới đó đi gọi luôn. Wow, phòng dễ thương vậy ta. Ủa, phòng mình thấy cũng y chang mà. Đúng rồi. Hả? Mọi người. Phòng dễ thương nha. Đây là nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh của em bự hơn á chị Quỳnh. Ờ, đúng rồi, tại phòng của mình đây là phòng twin á. À. Room tour cho mọi người cái. Nói chung là dễ thương, sạch sẽ, gọn gàng. Ở Huế mà cái phần khách sạn này là. Yeah, hello. Bây giờ tụi mình sẽ đi spa. Đi gội đầu. Trời ơi, gội xong cái đầu nó sướng gì đâu luôn á mọi người. Bây giờ Phi sẽ lên thay đồ bơi để mình đi xuống bơi với mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn cơm hến nha mọi người. Ra ngoài Huế là không thể nào không ăn cơm hến. Quỳnh Thi rất là ghiền ăn đồ miền Trung, đặc biệt là rất là thích ăn cơm hến rồi bún mắm nêm này kia mọi người. Quỳnh Thi có hỏi bạn là sẽ vào kinh thành để ăn bún mắm nêm nữa, rồi ăn cái gì ta, chè heo quay.
Mà đúng ra cái cơm hến đó là phải có rau nó mới ngon, nhưng mà là nó phải có rau. 7 người mà 5 người ăn không rau thì chỉ được ngon. Ngon nhưng mà là cái nhỏ nó sẽ ngon hơn. Sữa đậu ngon. Đây là một khẩu phần ăn rất là hoàn hảo với Quỳnh Thi nha, tại vì nó rất là nhỏ. Dễ thương quá à. Muốn hỏi không? Tôi đang hỏi, tôi đang đố Quỳnh Thi là một tô này bao nhiêu tiền? Tô này 20. Không, mắc quá. 20 ngàn mắc quá. 15 mắc luôn. 10 ngàn. 5 ngàn rẻ dữ vậy. Gần đúng. 8 ngàn hả? Hồi bữa em ăn ở đây là một tô có 8 ngàn thôi. Wow. Bữa nay một tô 8 ngàn, trời ơi. Chị ơi cho em 10 tô. Hai là bỏ luôn, lần gặp vô hai cái luôn. Thầy ăn luôn. Ai biết mà đàn nha mọi người. Cái phần này rất đẹp. Chào. Wow. Đây đâu có thể. Cái này là quán chè Ngọc Hiền nha mọi người. Đây mình có điện dắt vô đi. Cho định hơn nữa. Mình phải cho xin nha. Ý là sợ chứ thì quay lên. Đúng rồi, thật ra là thấy trời không vợ? Em thấy trời không? Thấy trời không mẹ? Ôi lá chú ơi.